Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã lại kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình có tháo được mấy cái thùng máy rửa xe, thùng ra máy xăng nha, tháo máy xăng ra. Thì giờ mình sẽ quay clip, mình sẽ bán cho anh em. Cái này thì mình bán giá chưa dọn nha anh em, chưa dọn nữa nha, mà bao lăng cho anh em nha, bao lăng. Anh em nào về có ta thợ hoặc nghề xứ đỉnh á là để mình sẽ vệ sinh xa xa, mình sinh con rồi mình sinh bình xăng rồi mình nó sẽ nổ nha anh em. Rồi trước tiên thì con này thì mình báo giá thợ nha anh em. Đó thì đầu tiên là một con Mitsu 2 132, Mitsu 132 nha. Con này là 4 PS nha anh em, 4 ngựa Mitsu 132. Thì con này là cốt xéo nha, bình xăng nhựa nha, mấy con này là chưa vệ sinh nha anh em. Đó, mình tháo máy ra. Đó, lóc máy thì còn khá là đẹp luôn nha. Đó, lóc máy là rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, vệ sinh sơ sơ là rất là đẹp luôn. Thì con này thì bao lửa cho anh em nha, bao hơi cho anh em. Đó, bao giật cho anh em nha, bao đủ đùa luôn, bình xăng con à. Đó, thì giá bán cho anh em 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu. Đó, bao hơi nha. Đó, 1,5 triệu nha, 1,5 triệu là chơi bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Đó, anh em nào muốn dọn nữa thì mình nhận thêm 300.000 nữa nha. Mình vệ sinh dọn bình xăng con rồi dọn lên nổ cho anh em, có công tắc luôn nè. Đó, rồi 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu con này là chưa dọn nha anh em. Rồi tiếp tục có một con Mitsu 221, dòng 221 này rất là hiếm nha anh em, rất là hiếm có, made in Japan nha. Con này 7 ngựa nha, 5.1 kW, 7 ngựa. Con này là còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, còn con này chạy nó có mấy bữa trước mình tháo ra máy xăng con máy đầu 311 ra, con này chạy có 307 giờ. Đó, Mitsu cốt xéo nha, cốt xéo tua chậm nha anh em. Đó, nó rất là đẹp luôn, đầy đủ hết nha anh em, mình xăng con đầy đủ hết nè. Đó, rồi Mitsu 221 này thì mình bán giá cho anh em 3,5 triệu nha, 3,5 triệu. 3,5 triệu là chưa bao gồm phí, chưa dọn nữa nha anh em, bao hơi bao lửa nha, chưa dọn nữa thì con này 300.000 nữa nha anh em. Em sẽ vệ sinh rồi em sẽ cho test nổ luôn cho anh em, giật nổ lên cho anh em nha. Đó, giật nổ lên cho anh em thêm 300.000 nữa nha anh em, là 3,8 triệu. Anh em nào muốn nổ thì 3,8 triệu, còn anh em nào muốn để về anh em dọn thì 3,5 triệu. Rồi con này 3,5 triệu nha, 221 nha anh em, Mitsu 221. Rồi tiếp tục mình có tháo máy, có Yamaha 210. Yamaha này là Yamaha 7 ngựa nha anh em, 7 ngựa Yamaha, 7 ngựa. Máy thì cũng vệ sinh ra cũng còn đủ đùa nha anh em. Đó, đủ đùa, bao đủ đùa cho anh em luôn. Bao bao hơi cho anh em nha. Bao hơi cho anh em. Đó, đầy đủ đùa nha anh em, UHV luôn nha, máy Nhật nha anh em. Đó, bình xăng là rất là đẹp luôn nha. Thì giá này thì bán cho anh em về để nguyên vậy nha anh em, dọn thì bán cho anh em 2,3 triệu nha, 2,3 triệu. Đó, 2,3 triệu con này GA 221 220 GA. Đó, 210, giá 2,3 triệu nha. Đó, 2,3 triệu. Rồi tiếp tục thì có máy xăng EH Rubin EH 17, EH 17 nha. EH 17 thì con này thì 6 ngựa. Còn dòng này của Made in Japan nha. Subaru nha anh em. Made in Japan. Đó, đầy đủ đồ bình xăng con nè. Đó, máy thì cốt xéo nha anh em. Cốt xéo. Rất là đẹp luôn nha anh em. Vệ sinh lại rất là đẹp luôn. Này thì mình chưa qua vệ sinh, chưa rửa cho anh em. Đó, mình tháo máy ra thôi. Đó, bình xăng nè, còn rất là mới luôn nha anh em. Đó, rất là mới luôn. Thì mấy con này thì rất là dễ nổ nha anh em. Đó, thì con này thì mình bán giá anh em 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. 1,6 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, 1,6 triệu. Còn anh em nào muốn dọn nổ lên đó thì mình nhận cọc, mình nhận 200.000 nha, là 1,8 triệu nha anh em, là test nổ chạy ok cho anh em. Đó, 1,8 triệu, dòng này chạy rất là nổ, rất là dễ nổ luôn. Đó, chạy rất là êm.
triệu 8 nha anh em. Triệu 8 là dọn nổ ok hết cho anh em. Đó, bán giá cho anh em về xài nha. Đó, anh em xài mấy cái dòng máy này là anh em biết nha anh em. Đó, tiếp tục thì có một con EH17 nha anh em, EH17 OHV luôn. Đó, Subaru luôn nha anh em. Đó, thì giá con này cũng là con này thì nó sơn nha anh em. Nó sơn cái màu sơn này màu đỏ nè. Là bán cho anh em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu con này. Đó, 1,5 triệu. Bình xăng cũng còn rất là đẹp luôn nha anh em. Máy này còn xăng hết nha. Đó, bình xăng này còn xăng Nhật luôn nha. Anh em còn xăng luôn nha. Con này thì vệ sinh sơ sơ là sẽ nổ nha anh em. Đó, bán anh em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu con này. Thì anh em nào còn dọn lên thì thêm 200.000 nữa nha anh em. Em sẽ dọn lên test chạy ok cho anh em nha. Đó, 200. Rồi, thì 1,5 triệu nha anh em. Con này cũng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em thấy lốc máy không? Rất là đẹp luôn. Đó, 1,5 triệu. Quá là ok nha anh em. Rồi, 1,5 triệu con này thì 6 ngựa UHP nha anh em. Đó, 1,5 triệu. Rồi, tiếp tục có một con EH25. EH25 con này là rất là đẹp luôn nha. EH25 8 ngựa UHP luôn nha. Đó, EH25 bình xăng nè. EH25 8 ngựa. Đó, nó chạy cốt xéo nha. Máy xăng nè, khá đẹp luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Này vệ sinh sơ sơ là rất là mới luôn nha anh em. Đó, cái bình xăng nè. Còn xăng luôn nha. Anh em thấy không? Mấy con này thì mình tháo ra mấy cái thùng máy ok 511 rồi đấy. À, này còn một con cái nữa kia nè. Dính cái đầu nữa nha. Dính cái đầu 511 chưa tháo ra nha anh em. Thì con này thì bán giá 2 triệu nha. 2 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa là bao hơi bao lửa cho anh em. Còn anh em nào muốn nổ luôn thì 2,2 triệu. Họ muốn nổ luôn thì 2,2 triệu nha. 2,2 triệu thì anh em sẽ dọn nổ luôn cho anh em nha. Giá 2,2 triệu. Rồi, ok anh em, có một con này đang dính cái máy 511 nè. Đó, con này cũng hậu pin EH25 luôn nha anh em. Con này cũng khá đẹp luôn. Đó, con này cũng 2 triệu luôn nha anh em. Đó, được 2 con. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, giá thì bán cho anh em thợ nha. Còn có con này anh em nào về lấy đồ nè. Đó, GA20 nha anh em. Đó, lóc máy nè, ủ đề đầy đủ nha. Đó, thì con này thì bán cho anh em 1 triệu nha anh em, vì anh em lấy đồ nha. Đó, 210 nha anh em, GA210. 210. Đó, thì nó hơi sắc nha anh em. Đó, thì bán giá cho anh em về lấy đồ. Giá 1 triệu nha. Đó, 1 triệu. Này thì có con Honda nữa nha anh em. Honda GX200. GX200 nha anh em, 6 ngựa rưỡi nha. Rất là đẹp luôn. Đó, Honda. Máy nè. Ở đang dính cái đầu máy của Italia TXA 13.14 nha. Ở 5HP. Con này lên áp được 100-150 nha. Chạy rất là êm luôn. Rồi. Nguyên bộ này thì bán em 9 triệu. 9 triệu dọn ngủ ok nha anh em. Rồi, thì mình có tháo được máy xăng đó nha anh em. Đó, anh em nào cần thì mình có báo giá cụ thể ở đấy. Đó, con này là 1,5 triệu nè. Là chưa bao gồm nổ nha anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển nha, 1,5 triệu. Con này 1,6 triệu nha. Con này đẹp hơn 1,6 triệu. Con này 2 triệu. 2 triệu là chưa nổ nha anh em. Mấy con này là nổ cho nó 200.000 nó làm nổ cho anh em nha. Đó. Con này 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu. Còn con này là 3,5 triệu nha. Con này 2,3 triệu. Đó. Mấy con này muốn làm nổ thì nhận 300.000 nha anh em. Đó, vệ sinh test nổ cho anh em. Đó, rồi. Cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong clip thứ hai cho một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào bạn lại anh em. Bye bye.